Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 20 tháng 10, ông Đàm Xuân Hòa, chủ giếng khoan phun bọt khí cao hàng chục mét, ngụ xã Yakli, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, xác nhận giếng khoan đã được ông lấp kín sau gần 3 tháng phun không ngừng nghỉ. Theo ông Hòa, lý do ông lấp giếng khoan vì liên tục bị nhiều người lạ đến nhà làm phiền nguy cơ gây mất an ninh trật tự thậm chí gia đình ông nhiều lần bị đe dọa ném đá vào nhà lúc nửa đêm ông hòa nói có rất nhiều người ở tỉnh xa đi ô tô con xe khách đến đây xem hiện tượng lạ xin nước thánh về dùng có người còn tổ chức cầu nguyện mê tín họ đến đây không có giờ giấc cố định có khi đêm tối họ mới đi xe đến nơi không mở cửa cho họ vào xem là không được mình không cho là bị người ta nói đủ điều ban đêm bị ném đá vào nhà mặt khác tôi lấp giếng để tạo sân phơi cà phê cho khô giáo. Ông Hòa đã dùng 10 trụ bê tông dài khoảng 40 mét thả xuống để lấp giếng trong phần đất của gia đình ông ở xã Yakli. Ngoài ra, ông còn đóng thêm nhiều cọc tiêu xung quanh và xây bê tông cố định ngăn hoàn toàn khí phun trào. Ông Hòa cho biết về việc lấp giếng, ông đã báo cáo với chính quyền địa phương, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ông Hòa đang cho người đào giếng khoan ở độ sâu 186 m bất ngờ phát hiện hiện tượng lạ, dàn khoan nặng nhiều tấn bị đẩy ngược. Khi rút dàn khoan khỏi lòng đất, liền có hiện tượng lạ, giếng khoan phun nước, khí cao từ 20 m đến 30 m Khoảng 2 tháng sau, ông Hòa có ý tưởng tận dụng nguồn khí, nước phun lên vô tận này để lắp bình gió đá, là bình khí có van đóng mở, để lấy khí dùng sinh hoạt cho gia đình. Mặc dù đã đầu tư hơn 40 triệu đồng mua bình khí, thuê nhân công cải tạo, nhưng không thể xây lắp do luồng khí phun lên quá mạnh. Ông R. Ma Hình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Iakli, huyện Trư Prong, cho biết xã đã kiểm tra về độ an toàn khi ông Hòa lắp giếng khoan. Bằng cảm quan, sau khi lấp, thấy khí, nước hầu như không còn phun lên nữa. Theo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung, hiện tượng hỗn hợp nước, khí tự phun tại giếng khoan xảy ra khá lâu, khoảng 2 ngày sau thời điểm xảy ra các trận động đất có độ lớn 5,0 ở Con Tum và rất ít có khả năng liên hệ với nhau. Khí tự phun lên mặt đất có thể do quá trình khoan đã chạm đến chiều sâu phân bổ của một túi khí. Tuy nhiên, nguồn gốc đặc điểm khí chưa xác định chính xác, cần được nghiên cứu chi tiết bằng các nghiên cứu chuyên sâu. Theo liên đoàn, để kết luận chính xác cần được dựa trên các thí nghiệm khảo sát chuyên sâu khác. Khác hẳn với những khu phố đêm đông đúc người qua lại tại thủ đô, phố đi bộ khu vực Hồ Ngọc Khánh dù mới đi vào hoạt động nhưng rất vắng khách. Các quầy hàng buôn bán điều hưu không còn tấp nập như trước từ 18 giờ ngày 11 tháng 10, lực lượng chức năng Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Khánh đã dựng rào chắn cấm đường trên phố Phạm Huy Thông để thí điểm khu phố kinh doanh dịch vụ đi bộ khu vực Hồ Ngọc Khánh. Tuy nhiên, sau tuần đầu tiên đi vào hoạt động, ghi nhận trong hai ngày 19-20 tháng 10, không khí trên tuyến phố đi bộ mới lâm vào cảnh điều hưu, vắng vẻ, dù đã có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường lân cận khu vực Hồ Ngọc Khánh, nhưng vẫn có nhiều phương tiện di chuyển vào trong khu vực đường đi bộ. Theo kế hoạch hoạt động của phố đi bộ Hồ Ngọc Khánh, ngoài phát triển các hoạt động kinh doanh giải trí như quán ăn, quán cà phê, khu phố sẽ tổ chức kết hợp chợ hàng hóa, sản phẩm, ô cốp, kết hợp với hoạt động văn hóa, văn nghệ đường phố vào ngày cuối tuần và kỳ lễ hội. Tuy nhiên, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hàng quán kinh doanh đồ ăn uống trên phố vắng khách khác hẳn với thời điểm trước khi tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động. Theo chia sẻ của một chủ quán cà phê tại phố đi bộ Hồ Ngọc Khánh, trong thời gian phố đi bộ thí điểm hoạt động, số lượng khách không đông. Theo người này, nguyên nhân vắng du khách một phần do tại đây chưa có nhiều các hoạt động vui chơi giải trí. Phố đi bộ quanh Hồ Ngọc Khánh có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách quận Ba Đình. Đây là công trình chào mừng 70 năm giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Trong vụ lật xe tải chở gỗ răm ở thành phố Quy Nhơn khiến 3 người tử vong, mới đây, Công an tỉnh Bình Định cho biết qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế đã cho ra kết quả âm tính. Theo báo cáo ban đầu về vụ tai nạn, khoảng 10 giờ 16 phút ngày 20 tháng 10, xe tải biển kiểm soát 77H02517 do tài xế Nguyễn Minh Tâm, 34 tuổi, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định, chở gỗ răm chạy trên đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Khi đến khu vực phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, xe tải bất ngờ lật nghiêng, đe trúng ba người đi trên xe máy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định đã dùng các thiết bị chuyên dụng nâng thùng xe tải đưa các nạn nhân ra bên ngoài để chuyển đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên cả ba người đã tử vong cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra phải khám xe trích xuất camera hành trình để xác định tốc độ của phương tiện và xác định nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa có kết quả một lãnh đạo công an tỉnh bình định cho biết thêm danh tính của ba nạn nhân được xác định gồm cháu tn PBGB cùng 9 tuổi, chú thành phố Quy Nhơn, anh NTP 31 tuổi quê Nghệ An, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chiều ngày 20 tháng 10, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành cấp cứu hai công nhân bỏng nặng trong công ty ở khu công nghiệp Phan Thiết 1. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại công ty trách nhiệm hữu hạn HT, đường số 2, khu công nghiệp Phan Thiết 1, thành phố Phan Thiết Bình Thuận xảy ra sự cố cháy nổ bình hơi do chập điện khiến hai công nhân phải nhập viện. Thời điểm trên, khi các công nhân đang tiến hành đầu nối điện để thi công tại một phân xưởng chế biến thủy sản tại công ty thì xảy ra sự cố chập điện gây cháy nổ bình hơi. Sự cố cháy nổ do chập điện khiến hai công nhân tại hiện trường là LXP 54 tuổi, ngụ Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết và NTV 29 tuổi, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc bị bỏng nặng. Phần ngực, lưng và đầu hai nạn nhân cháy đen, nhiều vị trí bong chóc da do bỏng, các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Theo trần đoán của bệnh viện, hai nạn nhân bị bỏng nhiệt với diện tích khoảng 19% đến 30% cơ thể và bỏng hai mắt rất nặng. Lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị. Nguyên nhân vụ việc nghi do sự cố chập điện đang được cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Thời gian qua, một số người xuất hiện tại trung cư N10 Hà Đô Park View, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chặn xe cư dân, gây mất an ninh trật tự và gây bức xúc với hàng trăm cư dân trung cư này. Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Phi Phụng, trưởng ban quản trị trung cư N10 Hà Đô Park View cho biết, từ tháng 9 năm 2024 đến nay, tình hình trung cư rất phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn chung cư dân trung cư, theo đó, liên tiếp có người lạ xuất hiện tại khu vực hầm B1 B2 để chặn xe ô tô của cư dân, yêu cầu cư dân không được gửi xe vào hầm. Theo ông Phụng, những người này không xuất trình được giấy tờ gì, tự xưng là người của chủ đầu tư và chặn một số xe ô tô, khiến cư dân phải ra ngoài gửi xe. Những vụ việc liên tiếp như vậy khiến khu vực gửi xe tắc nghẽn, tranh cãi liên tục. Mỗi lần như vậy chúng tôi đều gọi công an phường, công an quận can thiệp, rất may chưa xảy ra xô xát. Bà Xuân Hòa, cư dân trung cư Hà Đô cho biết, xe bà bị chặn vào ngày 14 tháng 10 không rõ lý do. Theo bà Hòa, gia đình bà đã ở trung cư 7 năm không có tranh chấp, đóng tiền phí dịch vụ, gửi xe đầy đủ. Tuy nhiên, sáng 14 tháng 10, bà nhận được tin nhắn không cho gửi xe của đơn vị quản lý. Bà Hòa bức xúc nói, không thể hiểu được vì sao xe cư dân đang đỗ ổn định, bỗng dưng bị chặn, không cho gửi khiến tôi phải đưa xe ra bên ngoài. Theo tìm hiểu, tranh chấp xảy ra khi phần sở hữu chung riêng là nơi để xe tại tầng hầm. Giữa bên mua là 341 chủ sở hữu các căn hộ tại N10 và bên bán là công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô diễn ra từ năm 2017. Theo đó, tập đoàn Hà Đô là chủ đầu tư dự án, xác định nơi để xe tại tầng hầm N10 thuộc sở hữu riêng, đã kinh doanh, khai thác, thu tiền từ khi tòa nhà được đưa vào sử dụng đến nay. Tuy nhiên, cư dân là những chủ sở hữu căn hộ lại cho rằng, trong hợp đồng mua bán căn hộ N10 đã xác định rõ, nơi để xe tại tầng hầm thuộc sở hữu chung của tòa nhà, không thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Chính vì vậy, chủ sở hữu các căn hộ đã nhiều lần yêu cầu tập đoàn Hà Đô trả lại nơi để xe tại tầng hầm để sử dụng chung cho cư dân tòa nhà, như nội dung trong hợp đồng mua bán. Nhưng đến nay, tập đoàn Hà Đô vẫn chiếm giữ kinh doanh. Ban quản trị trung cư Hà Đô khẳng định, theo hợp đồng mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư và cư dân đã quyết định bán nơi để xe tại tầng hầm. Việc tập đoàn Hà Đô tính hoặc không tính chi phí đầu tư xây dựng tầng hầm vào giá bán là công việc nội bộ của tập đoàn, không phải căn cứ phân định sở hữu chung riêng tầng hầm. Ban quản trị tòa nhà khẳng định phần doanh thu khai thác tầng hầm không phải thuộc sở hữu riêng của tập đoàn Hà Đô, do đó tập đoàn phải hoàn trả cho cư dân tòa nhà N10 phần lãi của khoản thu này. Được biết, trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 8 năm 2024, cư dân và Hà Đô đã một lần làm việc trực tiếp và nhiều lần gửi văn bản trao đổi nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Phản hồi thông tin về tranh chấp sở hữu chung riêng, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cho biết, căn cứ theo điều 49 Nghị định 71 quy định sở hữu chung riêng có nội dung Đối với khu vực xe ô tô thì phải xây dựng theo quy chuẩn xây dựng, nhưng do chủ đầu tư quyết định thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà trung cư hoặc thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà trung cư. Chi phí đầu tư phần sở hữu riêng của chủ đầu tư, trong đó có chỗ để xe ô tô tầng hầm, không phân bổ vào giá bán căn hộ. Việc này được thể hiện tại báo cáo kiểm toán độc lập cung cấp cho Ban Quản trị vào năm 2022. Diện tích riêng của chủ đầu tư đã được chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các diện tích này. Tranh chấp sở hữu chung riêng tại các tòa nhà chung cư là vấn đề xảy ra liên tục trong những năm qua trên địa bàn Hà Nội. Trước đó là tranh chấp xảy ra tại chung cư Five Star Garden trên địa bàn phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, chung cư Artemis, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Nguyên nhân chính là những điều khoản chưa rõ ràng được soạn thảo và đưa vào nội dung hợp đồng mua bán trong đó tính pháp lý các điều khoản còn lỏng lẻo trông chéo dẫn đến những tranh chấp khi cư dân về sinh sống